Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Canvin đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái định nghĩa khái niệm thế nào là phân hữu. Thực ra thì mình cũng có nhiều làm nhiều clip giới thiệu phân hữu cơ, phân hữu cam thì cũng nhiều chi tiết rồi. Thì cái này thì mình nói về khái niệm, và clip sau mình sẽ nói là phân tích các quá trình diễn ra trong cái sự phân hữu này, sự hữu phân hay là hữu compost ấy. Thì cái ủ compost này hay là thường hay là ủ gọi là ủ hiếu khí ấy. Thì mọi người thấy cái đống này là mình đống phân gà mình đang ủ, thì không phải là phân gà, không phải phân bò hay là tất cả vật liệu hữu cơ khác, mình ủ theo cái phương thức này đều là ủ compost hết. Thì ủ compost có nghĩa là sử dụng, tận dụng sự phân giải của vi sinh vật trong điều kiện hiếu khí để phân giải các thành phần hữu cơ. Thì hay còn gọi là ủ compost, là có nghĩa là hiểu mình chi tiết hơn tí nữa là có nghĩa trừ cái phân, nó cái vật chất hữu cơ mình dùng để ủ phân, thì trong cái vật chất hữu cơ trong môi trường đấy sẽ có những cái vi sinh vật có sẵn. Vì khi những vi sinh vật nó có sẵn đó thì mình lợi dụng, mình tận dụng những vi sinh vật, hệ sinh vật có sẵn đấy trong cái phân hữu cơ, mình sẽ dùng nó, lợi dụng nó, tận dụng nó để phân hủy cái hợp chất hữu cơ của mình. Vì cái hợp chất cơ ban đầu của mình là cây, nó không sử dụng được. Thì qua một quá trình trong điều kiện hiếu khí có oxy, hay có nghĩa là có oxy đấy, thì các vi sinh vật này sẽ phân giải hợp chất hữu cơ và sẽ chuyển đổi, cắt nhỏ ra, thải ra cái loại mà hợp chất dinh dưỡng hữu cơ, mùn hữu cơ mà cây trồng có thể sử dụng được. Nha. Còn dạng ban đầu là không thể sử dụng được, phải cần sự phân giải, quá trình phân giải phân hủy. Thì vì cái vi sinh vật này nó coi những hợp chất hữu cơ đấy là thức ăn của nó, nên là nó ăn cái đó rồi nó phân hủy ra, cắt đoạn ra, tạo thành cái mùn hữu cơ, hợp chất hữu cơ. Lúc này là cây trồng có thể sử dụng được, ở dạng có thể sử dụng được nha. Còn ban đầu là không sử dụng được, mọi người nhớ nhé. Ban đầu là ở dạng khó tiêu thụ, không tiêu thụ được, nhờ sự phân giải của vi sinh vật nó ăn cái nó thải ra phân, thì cái phân đó là cây trồng mới dùng được. Đó như cái phân hữu cơ sau khi ủ là phân của vi sinh vật đấy, nó hiểu là như thế, là phân đấy. Rồi thì cái ủ compost thì nó là như thế, là nó cũng giống tương tự như cái cơ chế mà phân giải hợp chất hữu cơ trong đất đấy. Thì mình có làm clip nào là sự các hữu cơ hợp chất hữu cơ trong đất là như thế nào, sự hoạt động của vi sinh vật trong đấy, thì mình có làm một clip rồi, mọi người nhớ tìm và theo dõi lại nhé. Thì nó cái quá trình mà phân hủy hợp chất hữu cơ trong đất nhé, trong đất và trong cái đống phân hữu thì nó tương tự nhau, nhưng có điều khác là nó đều hai bên đều cần oxy hiếu khí hết, nó tương tự nhau, có điều là một bên nó là nó diễn ra tự nhiên trong đất, tự nó phân hủy, chỉ cần hệ vi sinh vật nó tự phân hủy phân giải, còn cái này là có tác động con người. Mình lâu lâu thì mình ra mình bổ sung vi sinh, hoặc là mình hoặc là mình đảo trộn, hoặc là mình tắt thêm bạc này kia cho cái nhiệt độ cái đống phân nó nóng, quá trình diễn ra nhanh, hoặc là mình bổ thêm vi sinh cho cái số lượng và chủng loại vi sinh nó nhanh, nó diễn ra nhanh hơn, mình đảo trộn thường xuyên để cái lượng không khí nó được tiếp xúc nhiều, với vi sinh vật tiếp xúc nhiều không khí thì nó diễn ra nhanh hơn. Thì nó khác cái là một bên là tự nhiên, một bên là có sự một bán can thiệp nhé, mình gọi là bán can thiệp của người, nên là nó khác nhau chỗ đấy. Còn lại về cơ chế nguyên lý thì nó như nhau, cũng là lợi dụng vi sinh vật nó phân hủy ra thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi đấy là mình đã giới thiệu xong mọi người cái định nghĩa thế nào là phân hữu compost, là có nghĩa phân hữu cần oxy đấy. Thì mọi người coi xong clip này thì mọi người cũng có thể tóm gọn lại cái định nghĩa của compost là như thế nào rồi. Rồi, chào mọi người nha.